ta cha họ. Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài mười chín tương ứng với bài bảy quyển một. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại cách nói từ buổi trưa. Trung ủ, trung, trung, ủ, ủ, trung ủ, trung ủ. Buổi trưa bạn không? Trung ngủ mắng mà. Trung ngủ mắng mà. Buổi trưa về trường. Trung ngủ về trường. Trung ngủ xảo. Buổi trưa bạn đi đâu? 中午你去哪儿？中午你去哪儿？